Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua về phần thiết kế. Mặt trước của sản phẩm với màu vàng kim khá là óng ánh. Anh em có thể thấy các nút điều chỉnh có thiết kế khá là đơn giản để anh em có thể dễ dàng điều chỉnh cho sản phẩm. Ngoài cùng sẽ là các nút điều chỉnh mic 1, 2 và 3 phần tư. Tiếp theo đó là những nút điều chỉnh chi tiết được nhà sản xuất thiết kế chìm xuống dưới để bảo vệ những nút điều chỉnh này tốt nhất. Bên trên sẽ là một cổng USB. Cuối cùng sẽ là những nút điều chỉnh âm thanh, mic và music được thiết kế khá là to so với những nút trên vangcore khác. Mặt sau không giống như bất kỳ sản phẩm vangcore nào khác. Ngoài cùng sẽ là jack nguồn, nút khởi động nguồn. Tiếp theo đó là một đường subwoofer output và một đường center output có thể tự điều chỉnh từ chế độ mic sang music. Bên cạnh sẽ là hai đường ra output. Kế bên là các cổng kết nối thông thường, một jack 6 ly và một anten thu tín hiệu. Cuối cùng sẽ là hai cổng console và optical. Sản phẩm được tích hợp chức năng kết nối không dây để tiện dụng cho người dùng như kết nối wifi, kết nối bluetooth, tích hợp chức năng chống hú rít, anti feedback, cắt giảm hoàn toàn hiện tượng hú rít và tạp âm, giúp âm thanh trong sạch và ấm áp hơn. Vangcore sử dụng hai bộ tạo vang cho tiếng echo mượt mà hơn hẳn. Sản phẩm này đang là lựa chọn tốt nhất cho mọi dàn âm thanh đấy.